chọn ngành nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Chào mừng các bạn đã trở lại với Spy Room. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với mục truyền cảm hứng để đọc bài Bạn không phải là người duy nhất của tác giả Summarize. Và trước khi đi vào clip của ngày hôm nay, các bạn hãy ủng hộ kênh chúng mình bằng cách bấm vào nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ clip nào trong tương lai nhé. Dạo gần đây tôi suy nghĩ khá nhiều. Thực ra thì tôi lúc nào cũng nghĩ nhiều, nhưng gần đây nó nhiều hơn đợt trước. Vấn đề là bởi vì tôi gặp gỡ nhiều người hơn, được nghe nhiều câu chuyện hơn. Và rồi tôi nhận ra những người xung quanh mình đều có một điểm chung, đó là họ đều cô đơn. Nhưng tại sao lại như thế? Tại sao chúng ta lại cô đơn? Tại sao lại cô đơn giữa dòng đời tấp nập? Tôi là một thanh niên tuổi 26 đầy hoài bão và một tương lai đang hé mở. Ngoài xã hội, tôi có nhiều cái tên và nhiều chức vụ khác nhau. Nhưng khi về đến nhà, ngồi trong căn phòng của chính mình, tôi là tôi, một đứa tuổi đôi mươi đang lạc giữa cái tuổi của sự non nớt chớm trưởng thành. Tôi có đời tư và có những câu chuyện mình sẽ không bao giờ để cho ai biết. Và đó là cái khiến tôi đau đáu hàng đêm. Mình kể ra thì mình sẽ là người như thế nào? Thực sự thì không nói sẽ không làm hại ai, không ảnh hưởng đến ai và không làm thiệt ai. Nhưng nếu không nói thì những suy nghĩ đó sẽ ăn mòn bản thân. Nó sẽ khiến mình đắm vào cái vực sâu của sự kỳ vọng, thất vọng, tuyệt vọng, lo lắng, căng thẳng và rồi dần dần kéo đến sự trầm cảm. Nhưng mà tôi không phải là người duy nhất. Hôm trước về quê ăn cưới thằng em họ, tôi có gặp lại thằng anh họ của mình. Hơn nhau một tuổi nhưng giờ hắn đã có vợ và con. Hai anh em cách nhau hơn 300 cây số nên cũng chẳng có mấy cơ hội để gặp nhau. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hai anh em thực sự chia sẻ được những câu chuyện mà chưa từng kể với ai. Thực sự thì hơn nhau có một tuổi thôi, nhưng những tâm sự của hắn, những tâm sự của người đã có vợ khác với người sống độc thân rất nhiều. Ngoài tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn và hàng tá mối lo cận kề khác, họ còn có mối lo về con, về tương lai của con, về chuyện vợ chồng, về chuyện cha mẹ hai bên. Và tất nhiên, những câu chuyện đó không thể nào bất cứ ai cũng kể được. Nó cần phải được dành cho những ai đó đáng tin một chút, vô hại một chút, để khi chia sẻ xong sẽ không ai bị hại. Nhưng không nói ra thì nó sẽ ăn mòn bản thân, khiến mình chìm đắm với cái vực sâu của sự kỳ vọng, thất vọng, tuyệt vọng, lo âu, lo lắng, căng thẳng, rồi sẽ dần dần kéo đến sự trầm cảm. Nhưng thằng anh tôi cũng không phải là người duy nhất. Ngoài kia có hàng tá người khác cũng có vợ, có con ở tuổi chưa lớn mà cũng chẳng non này. Nhưng họ đâu có tìm được đến nhau. Họ cũng như anh tôi, lạc giữa một rừng người mà chẳng nói chuyện được với ai. Và thế là những lo âu đó cứ giằng xé và dần dần khiến mình mất đi con người mà mình từng có. Chia sẻ với nhau cũng khó lắm. Để cho một ai biết được câu chuyện của mình thực sự rất khó. Lòng tin giờ đây được đong đếm bằng số gian khổ trải qua cùng nhau, chứ không thể nào dùng thời gian để đánh giá được. Đôi bạn thân 15 năm bên nhau, bỗng một ngày cầm dao chém nhau chỉ vì vài đồng bạc. Hai anh bạn tình cờ va phải nhau trên đường, trở thành tri kỷ khi tâm sự với nhau bên ghế nhựa và trà đá. Trong cái thời mạng xã hội đi lên và mọi thứ đều bị số hóa, chúng ta tin tưởng vào người lạ nhiều hơn là người quen và cô lập hơn về thế giới. Chúng ta cô đơn bởi vì đó là lựa chọn an toàn và nó không làm hại ai. Không phải bạn, không phải người yêu, không phải người thân và tất nhiên không phải mình. Chúng ta không chia sẻ với ai vì không muốn làm phiền ai, không muốn để mình rơi vào thế khó. Chúng ta không dám chia sẻ với ai vì không muốn thể hiện mình yếu đuối. Chúng ta cứ thế giữ kín con người của mình trong vỏ bọc của sự mạnh mẽ mà vô tình khiến mình chết dần chết mòn bên trong. Đã ai đang vui cười, lạ ó với bạn bè xong về nhà bật khóc khi nhìn thấy bốn bức tường trống rỗng chưa? Đã ai từng chạy khắp thành phố, làm việc lên làm việc xuống đến kiệt sức chỉ để đêm có thể ngủ được chưa? Tôi dám cá rằng đã có ít nhất 10 người quanh đây đã từng thế, và thêm cả tôi nữa là 11. Vậy tại sao chúng ta không tìm được đến nhau? Tại sao chúng ta vẫn đang cô đơn? Tại sao từ những cái nhỏ như việc đang ốm, không đủ sức ra ngoài mua thuốc uống, chúng ta không nghĩ đến việc gọi cho bạn thân mà lại nghĩ đến việc kệ đó, đến khi khỏe rồi ra ngoài tự mua thuốc? Tại sao số bạn trên Facebook lên đến hàng ngàn mà lúc nước mắt rơi, bầu tâm sự nặng trĩu mà lại không tìm được ai để chia sẻ? Tại sao giờ đấy các mối quan hệ nó lại ảo đến thế? Càng cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, chúng ta càng yếu đuối bấy nhiêu. Càng cố bảo vệ những người xung quanh, chúng ta càng chết dần chết mòn. Xung quanh tôi trong 2 năm trở lại đây đã có đến 4 phụ tự tử, và một trong số đó là người thân của tôi. Tất cả bởi vì chúng ta không thể nào mở lòng mình ra được. Tôi ước gì mình đã có thể kết nối với họ, chia sẻ với họ những điều họ đang giấu kín,
Và mình cũng đang đau đáu hàng đêm, nhưng mà giờ mới ước thì đã quá muộn rồi. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi bắt đầu viết trên đây, để mình có nơi để nói ra những cái mình đang giữ trong lòng, để chí ít mình không bị rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Trước kia tôi từng tin rằng con trai trong tuổi trưởng thành là không được phép có cảm xúc. Chúng ta chỉ được phép sống như một cỗ máy in tiền, ngủ dậy, đi kiếm tiền, về nhà và ngủ, hôm sau lại tiếp tục. Cảm xúc dành cho phái đẹp bởi vì cảm xúc khiến họ đẹp. Đàn ông chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình, một người cha, một người chồng mạnh mẽ cứng cáp để gánh vác được tất cả. Và ôi thôi, tôi đã sai đến thế nào. Hãy gọi điện cho bạn bè, hãy chia sẻ, hãy tâm sự, hãy nói ra những cái mình đang giữ trong lòng. Kể cả họ có không hiểu, kể cả họ không tiếp nhận được, ít nhất mình cũng đã có đủ bản lĩnh để nói ra. Nếu một người không làm được thì hai người không được thì ba không được thì bốn. Kể cả họ có dùng nó để làm hại mình thì ít nhất mình cũng lọc được đống bạn của mình. Sàng lọc ra để thực sự có được một người đáng tin. Hãy giữ họ bên mình, hãy chia sẻ, hãy cởi mở. Đừng tự bọc kín mình trong cái vỏ có tên là mạnh mẽ. Tôi chia sẻ những điều này sau khi đã tâm sự với một người bạn mới. Một người mà tôi chủ động kết bạn sau khi thấy họ bình luận trong một post của tôi gần đây. Câu chuyện của anh ta và tôi có phần tương đồng và khiến tôi nhận ra chúng ta không hề cô đơn trong thế giới này. Vì thế, tôi cũng mong các bạn làm điều tương tự với nhau. Hãy tìm đến nhau, ít nhất là trong phần bình luận hãy chia sẻ với nhau và đừng để bị lạc nhau. Trong thế giới này, cái đau nhất là cô đơn giữa chốn đông người đó. Bạn không phải là người duy nhất đâu, hãy tin tôi đi. Bởi vì tôi chẳng khác gì bạn đâu. Nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm subscribe và đừng quên chuông thông báo bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!